nhờ quả tú cầu dẫn lối đưa đường cho con tìm gặp người thương. Một người chân thật thẳng ngay, lại thông minh chẳng có ai bằng. Nhưng mà chàng ta cũng phải là một người gan dạ và yêu con hết lòng hết dạ. Hay quá à, hát ngon dữ ta. Đây là Tường Giọt Máu Chung Tình, nổi tiếng nhất của đài hát Liễu Nam đó anh An. Ủa mà sao giờ em chưa chịu đi ngủ nữa? Em đợi má. Tại vì mỗi lần mà tới trăng rằm, em nhìn lên mặt trăng, em sẽ thấy má về thăm em. Mà lần này má về, em sẽ kể cho má nghe về anh. Tại vì anh là người bạn thân nhất của em á. Thiệt không? Thiệt. Khi má mất á, em có khóc nhiều không? Thì cũng có, mà em dễ nín lắm. Tía mà đưa cục đường cho em lại nín liền à. Em nít ghê á. Kệ người ta đi. Anh hứa sẽ không để ai làm em khóc nữa. Thiệt không? Thiệt. Je t'aime. Ủa je t'aime là cái gì vậy anh? Je t'aime là tiếng Tây. Nó có nghĩa là mình chơi thân nhau đi á. Vậy á. À hiểu rồi. Je t'aime. Hả? Je t'aime anh. Nhắn ai đi về miền đất phương.